mình ở đây mình review, mình đánh giá, mình không dìm hàng cái mấy chú gần, nhưng mà mình sẽ phân tích theo cái góc nhìn của mình thôi các bạn, là về cái nội thất mình phải đóng theo nó nữa. Mà lỡ ví dụ nhà chúng ta mà sử dụng mấy chú gần á, mà có con nít á, mà chúng ta đã chỉnh góc rất là khó, mấy chú gần chỉnh góc rất là khó các bạn, mà lỡ mà con nít chỉ cần quơ lại một cái thôi là bị lệch lem liền. Xin chào mọi người, mọi người đã quay trở lại với tập 6 của Thiên Vũ Audio, chia sẻ với các bạn về kiến thức về phòng phim và những phòng chiếu phim cho tất cả mọi người dùng, không phải những người chuyên ngành, về cái phòng phim cũng như là những cái thiết bị âm thanh trong này, về góc độ kỹ thuật. Cái câu hỏi mà mình được nhận thì là hiện nay có bao nhiêu loại máy chiếu, và máy chiếu nào được sử dụng nhiều và phổ biến hơn, và ưu điểm và những cái nhược điểm của những máy chiếu này nó sẽ như thế nào. Thì mình là người đi làm và là người đi thi công, thì mình sẽ đưa ra một số chia sẻ theo cái quan điểm của mình và mình đã gặp phải cho khách hàng hiểu và các bạn có thể hình dung. Thì mình mong là các bạn và các khách hàng có thể hiểu và chúng ta chọn một sản phẩm phù hợp với đúng cái nhu cầu của mình và đúng với cái tài chính cũng như là đúng với cái mong muốn của mình. Ok, đối với thị trường hiện nay á, các bạn có thể thấy thì nay nó sẽ có hai dạng máy chiếu, đó chính là máy chiếu gần và máy chiếu xa. Giữa cái máy chiếu gần chiếu xa các bạn, thì thật ra máy chiếu xa là cái được ra đời đầu tiên, và cái máy chiếu gần là nó được ra đời sau này, và có thể nói là năm 2020-21 thì mới ra và bắt đầu, nó còn gọi là sơ khai các bạn. Ví dụ như chúng ta có những thương hiệu về máy chiếu gần, ví dụ như là Optoma, Samsung, LG, đó những cái thương hiệu cơ bản mình giới thiệu khơi khơi cho các bạn hiểu ha. Rồi những cái máy chiếu xa thì rất là nhiều, ví dụ như là Vivitech, Sony, JVC, Optoma cũng có, rồi rất là nhiều thương hiệu, LG cũng có những máy chiếu xa, nói chung là mỗi hãng đều có gần và xa các bạn. Nhưng mà hiện nay ví dụ như có Sony là vẫn chưa có máy chiếu gần nè các bạn, đó những cái công nghệ đó. Nào mà máy Sony và JVC hay là Optoma thì nó đang đã rơi ở khoảng cái là những cái phân khúc là cao cấp các bạn. Về chuyên về siêu phim thì rất giá thành nó sẽ rất là cao. Còn những máy thấp hơn thì nó sẽ có những thương hiệu khác. Mình chia sẻ một điểm vui với các bạn trước khi mình nói tiếp thôi ạ. Thì đối với cái góc độ mà sử dụng máy chiếu gần á, thì các bạn sẽ rất là dễ sử dụng. Nếu mà nói với cái người mình là một người đi kỹ thuật á, và lắp đặt á, thì cái máy chiếu xa thì nó sẽ dễ lắp đặt và nó rất là linh hoạt cho các bạn cũng như là khách hàng, chúng ta có thể set up được về cái góc độ chiếu hình ảnh cũng đẹp, dễ dàng và dễ, rất là dễ mở rộng cái kích thước và cân chỉnh khi mà set up giữa cái máy chiếu với màn chiếu, nó cũng sẽ dễ dàng hơn đó. Và cái máy chiếu gần và máy chiếu xa nó đều có một điểm chung là tất cả là đều ánh sáng cùng chiều, nó không có ngược chiều với người xem, nên là khi mà chúng ta xem phim bằng máy chiếu á, thì nó sẽ rất là mượt mắt và chúng ta coi thời gian rất là lâu mà chúng ta không phải sợ là đau mắt hay là mệt mỏi gì cả. Mà giờ giữa sự máy chiếu gần và máy chiếu xa, nó đang thi đua và nó cố gắng, các hãng đang thi đua với nhau là làm sao đẹp nhất có thể cho người xem về màu sắc, về độ bền, về cái trải nghiệm, về tần số quét, về công nghệ điểm ảnh 4K, 8K, ví dụ là họ đang thi đua với nhau về cái đó. Thì so với mình khi mình đi làm thực tế thì cái việc mà sử dụng máy chiếu xa vẫn là được sử dụng nhiều nhất. Hiện tại mình có thể nói cho các bạn là nó đang ở rơi khoảng tầm 80%. Và máy chiếu gần nó thì phần đang bị mới thôi, nó còn khá ít và nó còn đang còn khá phức tạp, nó cần phải cải tiến và thay đổi nhiều hơn. Và nó có nhiều sự hạn chế khi mà lắp cái máy chiếu gần, thì chút nữa mình sẽ phân tích cho bạn đầy đủ hơn về lý do. Thì với máy chiếu xa thì khi chúng ta bị vướng bởi những cái không gian, bị vướng một cái gì đó, nó sẽ linh hoạt, chúng ta có thể dời và chúng ta phóng zoom ra theo một khoảng cách nhất định, chúng ta sẽ rất là linh hoạt cái việc đó. Và có thể ví dụ chúng ta cái tường bị méo hay là cái góc ngã như thế nào, chúng ta có thể dùng Keystone chúng ta cân chỉnh nó dễ dàng hơn, và cái Keystone nó vẫn rộng hơn. Rộng thì sao bạn, tức là cái khả năng sửa chữa nó lên được tới 10 điểm. Khả năng mình nói đang nói ví dụ như các bạn dễ hiểu nha, là khả năng sửa chữa những cái góc đó, bóp góc vào nó được rộng và nó to và khả năng sửa chữa lên được 10 điểm. Còn đối với cái máy chiếu gần á thì nó bị vướng các bạn, vướng về gì, vướng về cái phần thi công. Đặc biệt máy chiếu gần á là cái mục đích của hãng đưa ra các bạn là để dưới bàn và nó cũng sẽ có những khoảng cách nhất định. Và đương nhiên mà chúng ta muốn trải nghiệm được máy chiếu gần á thì chúng ta phải thiết kế cái bàn
cũng phải tương thích với cái máy chiếu, tức là phần nội thất mình phải đi theo về cái máy chiếu gần nữa. Mình ở đây mình review, mình đánh giá, mình không dìm hàng cái máy chiếu gần, nhưng mà mình sẽ phân tích theo cái góc nhìn của mình thôi các bạn, là về cái nội thất mình phải đóng theo nó nữa. Mà lỡ ví dụ nhà chúng ta mà sử dụng máy chiếu gần á, mà có con nít á, mà chúng ta đã chỉnh góc rất là khó, máy chiếu gần chỉnh góc rất là khó các bạn, mà lỡ mà con nít chỉ cần quơ lại một cái thôi là bị lệch lem liền. Là như vậy là khách hàng là phải nhờ kỹ thuật đến chỉnh. Chứ thật ra nếu mà nói khách hàng mình ngồi cân lại vị trí, thật ra chỉ là bẻ tới bẻ lui, đến xu đến sau đến ngược thôi, nó rất là đơn giản. Nhưng mà thật ra máy chiếu gần rất là khó, và nó bị hạn hẹp về cái độ sửa chữa của những các góc đó các bạn. Ví dụ tường mà chúng ta bị lệch hay bị ngã hay bị nghiêng hay bị đổ như thế nào đó thì sửa chữa rất là cực kỳ khó. Như vậy nó sẽ làm khó rất là nhiều khách hàng. Và đặc biệt á, máy chiếu gần á, là Vũ đã từng lắp được một con máy chiếu gần treo trần, mà cái con nó lắp phải mất khoảng 1 ngày đến 2 ngày, chỉ vấn đề chỉ là cân góc các bạn, cực kỳ khó đó. Nên việc mà máy chiếu gần để bàn thì nó dễ, nhưng mà thật ra nó cũng nằm trong khu vực khó các bạn. Nên hiện nay á, cái máy chiếu xa vẫn linh hoạt, và máy chiếu gần vẫn có rất là nhiều khách hàng chọn mua vì muốn trải nghiệm thử những công nghệ mới. Nhưng mà trong mình là người kỹ thuật, mình là người bán, thì mình có vướng những vấn đề đó mình chia sẻ cho các bạn có thể hiểu hơn đó. Thì nếu mà nhà chúng ta có con nít hay này nọ đó, hay này nọ, thì chúng ta đừng nên xài máy chiếu gần. Tại vì hoặc là chúng ta có những cái ô nào chúng ta cất nằm trong một cái giấu luôn, không được đụng chạm vào nó, hay cái tủ không được di chuyển, thì chúng ta nên xài máy chiếu gần. Và mình khẳng định các bạn luôn là máy chiếu gần á, là nó sẽ đẹp và nó sẽ sáng hơn so với máy chiếu xa. Tại các bạn đơn giản thôi, về cơ bản thôi, là cái bóng đèn giữa cái bóng đèn của máy chiếu và cái cự ly của cái màn chiếu nó rất là gần, nên là cái độ sáng của cái này nó luôn luôn trực tiếp vào so với màn chiếu và rất là gần, nên cái độ nét cũng như là độ sáng của máy chiếu gần nó sẽ đẹp hơn so với máy chiếu xa. Còn đối với cái máy chiếu xa thì cái khoảng cách nó bị thua về khoảng cách giữa cái điểm chiếu và cái điểm nhận nó quá xa đi. Còn điểm chiếu của máy chiếu gần thì điểm chiếu và quản nhận nó quá gần đi, nên là độ rực độ sáng. Nên lý do là tại sao máy chiếu gần dạo gần đây thì nó đương nhiên nó sẽ đẹp hơn và nó sáng hơn. Nó giống như cái bóng đèn tivi mà bữa mình có video vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người, thì cái bóng đèn led ở phía sau tivi mặt nền nó ở kế bên nhau mà sau cái vách thế này thôi, rất là sáng. Nên là không thể nào mà máy chiếu mà sáng được bằng cái tivi được đó. Đó, mình chia sẻ với các bạn như vậy. Rồi thì mình đúc kết ra về cái máy chiếu các bạn á, thì thật ra máy chiếu gần hay máy chiếu xa thì cái nào cũng được, và chúng ta khách hàng chúng ta nên chọn cái gì mà dễ dùng và hình ảnh đẹp đó, thì chúng ta chọn thôi. Nhu cầu hay là về thiết kế của mình muốn chọn máy chiếu gần, nó không muốn treo ở vị trí, muốn giữa nhà mà có cái máy chiếu lòi ra thì không muốn, thì chúng ta có thể chọn máy chiếu gần. Nhưng mà thật ra những việc mà giữa nhà máy chiếu, bây giờ có những cái máy mà nó thạch cao âm trần từ xưa giờ nó vẫn có, các bạn có thể giấu lên, khi nào chúng ta xem phim thì máy nó sẽ tự chạy xuống. Chúng ta rất là nhiều cái linh hoạt để xử lý vấn đề đó. Đó thì mình mong, thì mình là người bán thì mình mong cái máy chiếu gần nó sẽ tối ưu hóa hơn về những cái việc mà chỉnh sửa về cái bên trong, cái công nghệ bên trong máy, cái phần firmware của nó đó các bạn. Thì nó sẽ có chỉnh được nhiều hơn để cho khách hàng có thể dễ tiếp cận hơn so với máy chiếu gần. Còn hầu như hôm nay thì mình nên khuyến khích các bạn trong cái video và nghe thời điểm này, chúng ta nên chọn máy chiếu xa cho dễ dùng và nó linh hoạt, nó dễ tối ưu hơn. Còn máy chiếu gần thì bạn thích thì mình vẫn làm các bạn, nhưng mà phần máy chiếu gần mình chia sẻ các bạn luôn là mình sẽ thi công và mình lấy phí lắp đặt của máy siêu gần sẽ rất là cao. Chia sẻ cho mọi người các bạn. Ok rồi, thì mình đã nói cho các bạn về cái việc mà máy chiếu xa máy chiếu gần rồi đó. Thì về điểm sáng thì mình nói về hình ảnh đồ mọi thứ rồi đó, thì máy chiếu gần thì nó nét và nó sáng hơn rất là nhiều. Về màu sắc, về độ tuổi thọ, bây giờ sử dụng bóng led, là bây giờ sử dụng tới laser các bạn, nên là cái độ phân giải giống như cái điểm ảnh, giống như tivi là điểm ảnh, thì nó đẹp, nó nét hơn. Còn đối với máy chiếu xa thì nó sẽ bị yếu về cái điểm sáng nha các bạn, nó yếu về điểm sáng đó. Thì đương nhiên khoảng cách nó quá xa, nhưng mà cái độ màu nó sẽ được mịn màng hơn, nhìn ta nhìn cũng sẽ vẫn rất mượt mắt. Nói chung là mỗi người sẽ tùy theo một cái gu thôi. Mấu chốt cuối cùng và kết luận lại thì tất cả khách hàng chúng ta đều muốn là một cái màn chiếu, một cái hình ảnh đẹp, màu sắc thật nhất có thể, sáng để chúng ta có thể xem và trải nghiệm nó thoải mái nhất. Ok, thật ra mình còn nhiều chia sẻ nữa, nếu mà chia sẻ sâu thì cái video dài quá, nên mình xin hẹn các bạn mình sẽ tách video, mình sẽ chia sẻ hơn từng phần cái kỹ thuật của từng cái con máy chiếu sau. Ok, nếu các bạn theo dõi cái video này thì nếu hay đừng quên bấm like, share, đón tiếp theo của tập 7, 8, 9 nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, bye bye.